Đây là ba lô số 14 Big Design Everyday phiên bản V1 màu xám tro. Hàng này là hàng trưng bày cho nên là chỉ có ba lô và ba vách ngăn. Trưng bày chưa xài nha mọi người. Nếu xài rồi thì cái quai nó sẽ cong và nó tình trạng của nó sẽ không được như vậy. Đây là giá cho cái ba lô số 14 này là 2 triệu 400 ngàn. Nó sẽ có một số đặc điểm. Cái khóa cài của nó sẽ bị oxy hóa một chút ở trên đây, nhưng mà khi mình bỏ lên thì nó lại không còn nữa. Với thứ hai thì mình cài cái chỗ này cho nên nó sẽ bị chầy miếng cái chỗ này thôi. Mở ra mở vô á. Còn phía đây là phía sau. Tình trạng cái đáy thì nó không có bị tróc nhiều. Còn nếu mà nó tróc ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết, chỉ là một cái lớp bảo vệ thôi, không có sao hết. Phía trong sẽ là ba vách ngăn của bản V2, rất là cứng cáp. Mọi người có thể tùy chỉnh, tháo ra tháo vô tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Bên hông sẽ cũng có nhiều cái ngăn nhỏ để mình bỏ thẻ nhớ hoặc là những vật dụng linh tinh. Bên hông này cũng vậy, hai bên đều sẽ có ngăn. Ba lô này thì nó là cái form của nó là ôm lưng nhỏ gọn nhưng mà chứa được nhiều đồ. Laptop thì là 15 inch loại 20 lít.